Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị, hiện nay ngoài việc bảo tồn thì việc phát triển trồng rừng nguyên liệu trên địa bàn tỉnh đang ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực cho địa phương. Bên cạnh cung cấp gỗ nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến thì việc trồng rừng cũng giải quyết thêm nhiều việc làm và nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân. Tỉnh Bắc Cạn hiện có tổng diện tích tự nhiên là gần 486.000 ha, trong đó diện tích đất lâm nghiệp trên 417.000 ha, chiếm 86% diện tích tự nhiên toàn tỉnh. Diện tích đất lâm nghiệp có rừng là gần 372.000 ha, trong đó rừng tự nhiên 275.000 ha và rừng trồng 97.000 ha. Giai đoạn từ năm 2020 đến 2025, trong quá trình thực hiện đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tỉnh xác định tập trung phát triển trồng rừng và chế biến gỗ từ rừng trồng là sản phẩm chủ lực của địa phương tham gia vào ngành hàng chủ lực của quốc gia theo hướng bền vững và có giá trị gia tăng cao. Theo đó, tỉnh sẽ tập trung tạo vùng nguyên liệu bền vững thông qua trồng lại rừng tập trung sau khai thác, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong chăm sóc thâm canh rừng, phấn đấu đưa diện tích rừng trồng của toàn tỉnh đạt 100.000 ha, diện tích khai thác trung bình từ 5.500 đến 6.500 ha một năm với trữ lượng khoảng 700.000 đến 900.000 mét khối một năm, sản xuất ra 300.000 mét khối sản phẩm. Sau khi khai thác sẽ tiến hành trồng lại rừng, trong đó có khoảng 1/3 diện tích này trồng theo hướng kinh doanh cây gỗ lớn. Các diện tích trồng rừng tập trung nguyên liệu cho chế biến, phấn đấu 40% có chứng chỉ quản lý rừng bền vững hoặc chứng chỉ FSC. Căn cứ vào điều kiện địa hình, khí hậu và thực tế sản xuất của người dân hiện nay, tập trung phân vùng trồng rừng nguyên liệu gỗ theo định hướng phát triển loài cây chính là keo các loại, cây mỡ, các loài cây phù trợ như lát, chám, xoan, quế, hồi, sao, thông để tạo ra được vùng nguyên liệu đảm bảo phục vụ công tác chế biến. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đặc dụng là trên 77.000 ha. Trong đó, giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng là trên 18.400 ha, giao khoán hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ là gần 59.000 ha. Ngoài ra, năm 2020, tỉnh cũng triển khai thực hiện giao khoán bảo vệ rừng, hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên sản xuất với tổng diện tích hơn 16.600 ha tại 3 huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Na Rì. Hiện nay, các đơn vị đã thực hiện thiết kế xong phần ngoại nghiệp, đang hoàn thiện nội nghiệp hồ sơ, dự toán và phê duyệt theo quy định. Được biết, hiện nay mức khoán bảo vệ rừng đặc dụng là 150.000 đồng một hecta, bảo vệ rừng tự nhiên phòng hộ là 400.000 đồng một hecta. Thông qua việc giao khoán hỗ trợ bảo vệ rừng với sự tham gia của người dân, cộng đồng địa phương đã góp phần tích cực trong hoạt động bảo vệ rừng. Thưa quý vị khán giả, theo kế hoạch niên vụ trồng rừng năm nay sẽ kéo dài đến hết ngày 30 tháng 8. Hiện nay các địa phương đã cơ bản hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng tiến độ. Tuy nhiên tại một số khu vực cũng còn một phần diện tích rừng người dân đã đăng ký nhưng chưa triển khai trồng. Vì vậy việc đôn đốc chỉ đạo người dân tranh thủ thời tiết thuận lợi tiến hành trồng rừng trên những diện tích đã thiết kế cũng đã và đang được ngành chuyên môn và ban phát triển rừng các huyện thành phố quan tâm thực hiện. Vụ trồng rừng năm nay, huyện Bạch Thông có kế hoạch trồng mới 700 ha rừng, gồm cả trồng rừng phân tán và trồng lại rừng sau khai thác. Do có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương và ban phát triển rừng huyện, nên đến nay công tác trồng rừng cơ bản theo đúng tiến độ đề ra. Hiện toàn huyện đã hoàn thành trồng mới trên 600 ha rừng. Để hoàn thành việc trồng những diện tích rừng còn lại trước ngày 30 tháng 8 này, lực lượng kiểm lâm đang tích cực phối hợp với Ban Phát triển rừng địa phương, tiếp tục tuyên truyền nhân dân quan tâm bảo vệ cây con giống, tập trung trồng rừng khi thời tiết có mưa ẩm. Với cái diện tích còn lại khoảng 70 ha thì sẽ đó là những cái diện tích mà một số là người dân người ta tự trồng trên cái nương rẫy cũ, tự mua trồng và một số nó là cái diện tích mà khai thác trắng trong vòng tháng 6, tháng 7 này. Tháng 8 thì dự báo mùa vụ trồng rừng năm 2020 thì địa bàn huyện Bạch Thông sẽ đạt được chỉ tiêu của tỉnh giao. Năm 2020, tỉnh Bắc Cạn có kế hoạch trồng mới 5.900 ha rừng. Tính đến thời điểm này, toàn tỉnh đã trồng mới được khoảng 5.800 ha, đạt hơn 98% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, trồng rừng phân tán thực hiện được trên 2.700 ha, trồng rừng tập trung thực hiện được gần 3.100 ha. Một số địa phương có diện tích trồng đạt kết quả tốt như các huyện Bạch Thông, Chợ Đồn, Bắc Nạm, Na Rì, Ba Bể. Riêng trồng rừng thì nói chung là vì đây chúng tôi là làm rất tốt. Thực hiện nói chung là cơ bản là xong. Đấy, về chỉ là chủ yếu là làm cỏ thôi. Chủ yếu là làm cỏ xong là phát là chăm sóc bảo vệ. Bên cạnh các huyện có kết quả trồng rừng đạt khá, đến nay cũng còn một số địa phương tỷ lệ trồng rừng vẫn chưa đạt kế hoạch như các huyện Ngân Sơn, Chợ Mới, thành phố Bắc Cạn.
Chính vì thế, cùng với sự chủ động vào cuộc của chính quyền và Ban Phát triển rừng các địa phương chưa hoàn thành công tác trồng rừng, hiện nay Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể nhằm hoàn thành công tác trồng rừng theo đúng kế hoạch. Trong đó chủ yếu vẫn là tập trung chỉ đạo các địa phương đôn đốc người dân tranh thủ những ngày có mưa, đất ẩm tiến hành trồng rừng, cử cán bộ kỹ thuật thường xuyên kiểm tra theo dõi, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để đẩy nhanh tiến độ trồng rừng. Và hoàn thành cái nhiệm vụ trồng rừng theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn là trước 30 tháng 8 năm 2020 thì cái diện tích đăng ký trồng rừng thì các đơn vị đã có cái danh sách cụ thể đến từng hộ và đã phân công cho cán bộ kiểm lâm địa bàn đôn đốc các cái hộ trồng rừng tranh thủ những cái thời gian mà không vướng bận về cái mùa vụ nông nghiệp để thực hiện trồng rừng đạt và vượt kế hoạch đề ra. Có thể nói thời điểm này công tác trồng rừng năm 2020 đã và đang nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cả hệ thống chính trị, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ từ phía người dân. Đấy chính là yếu tố quan trọng để vụ trồng rừng năm nay trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra, góp phần hiện thực hóa chủ trương trồng mới 5 triệu hecta rừng của tỉnh. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu tiền dịch vụ môi trường rừng được trên 5,9 tỷ đồng. Trong đó, thu qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam được gần 1,5 tỷ đồng, thu qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cấp tỉnh từ các đơn vị, gồm cơ sở thủy điện, cơ sở sản xuất nước sạch và nguồn thu trồng rừng thay thế được gần 4,5 tỷ đồng. Cùng với công tác thu, việc giải ngân tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cũng được Quỹ Phát triển đất, rừng và Bảo vệ môi trường Bắc Cạn quan tâm. Theo đó, riêng trong năm nay, đơn vị đã tiến hành chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng của năm 2019 cho trên 90.000 ha rừng với hơn 10.000 chủ rừng là hộ gia đình cá nhân, trên 100 chủ rừng là cộng đồng thôn, các tổ chức và các xã thuộc 4 huyện Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Đồn, Bắc Nạm với tổng kinh phí là hơn 5,7 tỷ đồng. Theo đánh giá, qua công tác triển khai chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn đã được thực hiện tốt hơn, góp phần ổn định diện tích, độ che phủ rừng, nâng cao thu nhập, đảm bảo quyền lợi của người dân gắn bó với rừng, bảo vệ và phát triển rừng. Thời gian gần đây, tình trạng người dân phá rừng phòng hộ, rừng sản xuất là rừng tự nhiên nhằm mục đích trồng rừng mới đang có dấu hiệu gia tăng. Cụ thể, theo thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 114 vụ phá rừng trái phép, gây thiệt hại trên 37 hectare rừng, tăng 77 vụ và hơn 28 hectare so với cùng kỳ năm 2019. Tập trung chủ yếu ở các huyện Chợ Đồn, Ngân Sơn và Bắc Nạm. Các vụ vi phạm phần lớn xảy ra trên diện tích rừng sản xuất là rừng tự nhiên, có trữ lượng gỗ thấp hoặc chưa có trữ lượng. Diện tích vi phạm dao động từ 300 đến dưới 5.000 m2. Các lô rừng bị phát phá chủ yếu ở các khu vực xa dân cư, đường giao thông, nơi hẻo lánh. Lực lượng kiểm lâm đã tham mưu chuyển cơ quan điều tra 10 vụ, tham mưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các huyện xử phạt 16 vụ, còn lại xử lý theo thẩm quyền. Qua đánh giá, điểm chung của những vụ phá rừng tự nhiên để trồng rừng là người dân tự phá rừng trên chính đất của mình đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bởi họ cho rằng đất rừng đã được cấp cho mình nhưng mức giao khoán bảo vệ lại rất thấp, trong khi những hộ khác được trồng rừng thì thu nhập cao nên đã cố tình phá để trồng mới. Thực trạng này đang khiến cho nguy cơ bùng phát phá rừng tự nhiên trong thời gian tới là rất cao nếu chính quyền địa phương và các ngành không có những giải pháp quyết liệt. Mặc dù những tháng đầu năm là thời gian cao điểm của công tác xử lý thực bì chuẩn bị cho vụ trồng rừng năm 2020, tuy nhiên do làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng nên toàn tỉnh không để xảy ra vụ cháy rừng nào trên địa bàn. Đạt được kết quả này là do trong thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ngành và lực lượng kiểm lâm thường xuyên quan tâm chỉ đạo và triển khai thực hiện. Bước vào mùa khô năm nay, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, lực lượng kiểm lâm đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân các cấp, rà soát, củng cố, kiện toàn ban chỉ huy về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng, xây dựng phương án kế hoạch phòng cháy chữa cháy rừng. Đến nay, toàn tỉnh đã thành lập được một ban chỉ đạo phòng cháy chữa cháy rừng cấp tỉnh, 8 ban chỉ huy cấp huyện, thành phố, hơn 100 ban chỉ huy cấp xã, thị trấn và trên 1.400 tổ đội phòng cháy chữa cháy tại các thôn bản. Từ đầu năm, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 280 vụ vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, tăng so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, lớn nhất là vi phạm về phá rừng trái pháp luật với 114 vụ, tàng trữ mua bán chế biến lâm sản trái pháp luật gần 70 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật gần 40 vụ, còn lại là các vi phạm khác.
Cùng với việc phát hiện, lực lượng kiểm lâm cũng đã tiến hành lập biên bản xử lý hành chính 90 vụ, tịch thu gần 350 mét khối gỗ quy tròn các loại, thu nộp ngân sách nhà nước trên 2 tỷ đồng, gồm cả tiền xử phạt hành chính và thu từ bán đấu giá lâm sản tịch thu. Cùng với nhiệm vụ phát triển rừng, những thời gian tiếp theo, lực lượng kiểm lâm đã đề ra mục tiêu sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra tại những khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng vi phạm luật quản lý và bảo vệ rừng, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng, nhất là trong thời gian thời tiết hanh khô như những ngày vừa qua. Thưa quý vị khán giả, cùng với nhiệm vụ đẩy mạnh việc trồng rừng hoàn thành theo đúng kế hoạch khung thời vụ, thì công tác chăm sóc rừng trồng mới cũng được lực lượng kiểm lâm tham mưu cho chính quyền các địa phương chỉ đạo người dân tích cực thực hiện nhằm giúp cây trồng sinh trưởng phát triển tốt, ghi nhận của phóng viên chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng. Trong những năm qua, Ba Bể luôn là địa phương hoàn thành vượt kế hoạch chỉ tiêu trồng rừng hàng năm. Đơn cử như năm 2019, toàn huyện đã trồng được trên 400 ha rừng, đạt 132% kế hoạch tỉnh giao. Để đảm bảo cho những diện tích rừng trồng mới sinh trưởng và phát triển tốt, cùng với công tác tra dặm, Ban phát triển rừng các xã thị trấn cũng chủ động đôn đốc các hộ dân trồng rừng, tranh thủ lúc nông nhàn tiến hành phát quang và vun gốc cho những diện tích rừng trồng mới theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật, đồng thời thường xuyên kiểm tra rừng trồng mới nhằm kịp thời phát hiện ra các loại sinh vật gây hại cây trồng để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, đặc biệt là đối với những diện tích trồng cây keo, bởi đây là loại cây rất dễ bị mối ăn dễ. Trong công tác phát triển rừng thì huyện cũng đã có chỉ đạo cũng như là hướng dẫn là các xã thị trấn là tiếp tục chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng của các cái năm trước và tiếp tục chỉ đạo cho bà con là trồng mới các cái rừng phân tán và trồng rừng sau khai thác. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019, tổng diện tích rừng trồng mới của toàn tỉnh đạt 26.600 ha, bình quân đạt 6.250 ha một năm. Trong đó, diện tích cây gỗ lớn 3 năm đạt trên 13.000 ha. Với diện tích trên thì hiện nay diện tích rừng từ 2 đến 4 năm tuổi đang trong giai đoạn cần được chăm sóc là khoảng hơn 6.000 ha. Để diện tích rừng trồng mới phát triển tốt, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo lực lượng kiểm lâm các huyện, thành phố thường xuyên bám sát địa bàn, phối hợp với chính quyền các địa phương vận động người dân làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ. Cụ thể sẽ tiến hành phát quang cây cỏ 1 năm 2 lần đối với những diện tích rừng 2 năm tuổi và 1 năm 1 lần đối với rừng từ 3 đến 4 năm tuổi. Nhờ đó, diện tích rừng trồng năm 2019 và những năm trước trên địa bàn tỉnh đều sinh trưởng và phát triển thuận lợi. Đặc biệt, các đơn vị cung ứng giống đã kiểm tra, bổ sung kịp thời cây giống tra dặm tới các xã theo quy định. Về cái công tác chăm sóc rừng trồng các năm, thì hiện nay rừng trồng năm thứ tư từ năm 2017-18-19 thì có trên 200 ha, trong đó là có 20 ha là rừng phòng hộ, còn lại là 190 ha là rừng sản xuất. Thì hiện nay thì các chủ rừng đã thực hiện cái công đoạn chăm sóc, thì cây sau khi được chăm sóc, tỉa thưa nuôi dưỡng thì cũng đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt. Với thế mạnh về nông lâm nghiệp, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang xác định sẽ đưa kinh tế đồi rừng trở thành một trong những ngành kinh tế trọng tâm giúp giảm nghèo bền vững cho người dân trên địa bàn. Để thực hiện được mục tiêu này, ngành nông nghiệp đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện tốt việc chăm sóc cho những diện tích rừng mới trồng, bởi nếu không được chăm sóc tốt sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng phát triển và chất lượng hiệu quả của cây trồng trong tương lai. Cụ thể, đối với cây keo lai phân cảnh sớm, nếu người dân ít quan tâm đến kỹ thuật chăm sóc sẽ giảm hiệu quả kinh tế. Vì vậy, trồng rừng theo thiết kế cơ bản phải được chăm sóc 3 năm đầu. Các công việc gồm phát thực bì, chặt bỏ những cành không cần thiết, bón phân. Sau 3 năm, cây bắt đầu giao tán, lúc này cây rừng có thể đảm bảo sức cạnh tranh với các loại cây bụi mọc nhanh khác để sinh trưởng thì chỉ thực hiện quản lý bảo vệ rừng. Nếu 3 năm đầu thực hiện tốt thì tỷ lệ thành rừng cũng như sinh khối rừng đạt năng suất cao. Đối với cây mỡ và một số loại cây trồng khác cũng chăm sóc tương tự. Yêu cầu đối với chăm sóc rừng trồng là chăm sóc rừng trồng trong 4 năm, 1 năm trồng và 3 năm chăm sóc tiếp theo. Trong đó năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba là chăm sóc 2 lần, một lần vào tháng 3, tháng 4, một lần vào tháng 8, tháng 9. Và năm cuối cùng thì chăm sóc một lần vào tháng 8, tháng 9. Thì nội dung này, Chi cục Kiểm lâm cũng đã chỉ đạo các cái ban quản lý chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững cơ sở thực hiện đúng theo quy định và sẽ hoàn thành tốt cái chỉ tiêu chăm sóc rừng trồng của năm 2020.
Cùng với công tác trồng rừng thì vấn đề chăm sóc rừng trồng mới cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển cũng như duy trì độ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh. Ý thức được tầm quan trọng này nên việc chăm sóc bảo vệ rừng trong thời gian qua đã được lực lượng kiểm lâm và chính quyền các địa phương thực hiện tốt. Do đó, trong nhiều năm trở lại đây, Bắc Cạn luôn là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng cao nhất của cả nước. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục quản lý và bảo vệ rừng số tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.